Chống COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nên làm Tổng tư lệnh không? Là bản tin tiếp theo của BBC News tiếng Việt. Quyết định phân công Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được đưa ra vào ngày 24 tháng 8 trong một phiên họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Đã trong một tuần kể từ khi có quyết định phân công Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sau đây gọi là ban phòng chống COVID Quyết định được đưa ra vào ngày 24 tháng 8 trong một phiên họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đại diện các ban bộ ngành có mặt tại phiên họp này theo truyền thông Việt Nam. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Việt Nam nói diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, có khả năng kéo dài, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch và các hoạt động kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, thống nhất phân công đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, trực tiếp chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất từ trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực biện pháp để sớm ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Đài VTV dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong phần kết luận phiên họp. Ngay sau khi có việc phân công nhiệm vụ này, truyền thông Việt Nam đưa khá nhiều tin hình ảnh cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp chung về chống dịch và ông Chính trực tiếp thị sát các điểm nóng của dịch như tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Báo Dân Việt có bài Từ cái áo đẫm mồ hôi của Thủ tướng nghĩ về những quyết sách gần dân. Báo Chính phủ ngày 30 tháng 8 đăng bài Lãnh đạo sâu sát dân được nhờ của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Bài viết có đoạn nhờ hành vi xuống tận cơ sở thủ tướng sẽ cảm nhận được các giải pháp chính sách đang ảnh hưởng tác động đến đời sống và sinh mạng của người dân như thế nào trên thực tế chi phí của nhà nước trong việc thực thi các giải pháp phòng chống dịch thường đo đếm được nhưng chi phí của những người dân thì khó đo đếm hơn rất nhiều điểm bất hợp lý khi được hỏi về quyết định thay tư lệnh trên mặt trận chống covid chuyên gia kinh tế bùi kiến thành một nhà tài chính người mỹ gốc việt đang sinh sống ở việt nam nói với bbc tiếng việt rằng ông thấy quyết định này không thực sự cần thiết và bất hợp lý không hiểu sao lãnh đạo việt nam họp có cả tứ trụ có cả tổng bí thư và quyết định để ông thủ tướng làm trưởng ban phòng chống covid thì tôi thấy kỳ cục tôi thấy đó là quyết định hết sức không hợp lý tôi thấy quyết định này không thực sự cần thiết đất nước này đâu phải chỉ có một người làm thủ tướng mà đi làm trưởng bang để làm cái gì thủ tướng thì phải lo việc quốc gia đại sự chứ sao lại để đi lo những cái việc đó việc đó phải để cho một người khác làm nếu ông đam mà mệt mỏi thì có thể đề nghị một người khác để làm thủ tướng phạm minh chính nói rằng chúng ta đã hy sinh về kinh tế xã hội để thực hiện giãn cách xã hội thì đổi lại phải kiểm soát được tình hình, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Ông Bùi Kiến Thành cũng nhận xét về những hình ảnh truyền thông Việt Nam đưa về các hoạt động giám sát và đôn đốc chống dịch của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong những ngày vừa qua như sau. Tôi theo dõi truyền hình hôm vừa rồi, họp về Covid thì Thủ tướng đứng nói một mình. Rồi những người ngồi mấy cái bàn xung quanh có ai nghe đâu. Người thì đọc tập hồ sơ này, người thì lật qua lật lại tờ giấy kia. Rồi lại có việc ông thủ tướng đi tới nhà dân, kêu dân gọi vào cái số điện thoại gì đó thì lại không có ai trả lời. Cái đó là việc của thư ký, chứ thủ tướng lại đi làm cái việc kỳ cục như vậy. Thủ tướng đâu cần phải làm PR hình ảnh. Cho nên, phải xem lại cách làm việc, còn đánh giặc kiểu đó thì thua giặc là chắc rồi. Tiến sĩ Bùi Kiến Thành nói về việc trước khi có quyết định phân công ông Chính thay ông Đam thì ông Chính đã phân công công việc cụ thể cho các phó thủ tướng. Mình phân công cho ai rồi thì mình phải yêu cầu người được phân công làm cho tới nơi tới chốn. Chẳng hạn như đã phân công cho ông Vũ Đức Đam phụ trách chống Covid chung, ông Phạm Bình Minh ngoại giao vaccine rồi. Thế rồi mình lại nhảy vào làm như vậy là làm hạ hình ảnh của mình xuống lãnh đạo là phải có uy thế và uy lực thủ tướng có quyền lực kinh khủng điều hành đất nước đó là quyền lực vai trò của thủ tướng là vấn đề hành pháp mà lại đi làm những cái chuyện như thế kia thì rất là phi lý tiến sĩ bùi kiến thành nói từ hội an qua điện thoại cần thủ tướng đứng đầu trong khi đó, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu từ Hà Nội nói rằng ông ủng hộ việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu ban phòng chống Covid-19 vào thời điểm này vì một số lý do như sau. Đây là trận chiến chưa có tiền lệ chưa có trong lịch sử của Việt Nam và trận chiến này như chúng ta thấy giặc ở đây là vô hình mà chính vì thế mà có lẽ cần phải có một sự vận động ở cấp cao nhất của chính phủ là Thủ tướng để chỉ đạo. Trước đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thể nói là đứng đầu trong vấn đề chống dịch và ông Đam rất tích cực thường xuyên ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Trên truyền thông chúng ta thấy hình ảnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm hỏi các cơ sở y tế rồi nói chuyện với người dân. Tuy nhiên ông Đam cũng chỉ là Phó Thủ tướng, phó tư lệnh mà thôi. Quyền quyết định tối hậu trong chính phủ hay là tổng tư lệnh là Thủ tướng. Truyền thông Việt Nam hay dùng từ dịch có diễn biến phức tạp và tôi không thích từ này. Năm ngoái họ cũng dùng cái cụm từ này và năm nay tình hình nguy kịch hơn nhiều họ cũng dùng cái cụm từ đó. Theo tôi đây là trận chiến cực kỳ phức tạp liên quan đến vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe, lao động. Có thể nói là tất cả mọi khía cạnh thì người đứng đầu của chính phủ là ông Phạm Minh Chính có thể là người có nhiều quyền lực nhất đứng mũi chịu sao. Do đó, việc bổ nhiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban phòng chống dịch là hợp lý. Tuy nhiên, một con én không thể nào làm nổi mùa xuân đâu. Một mình Thủ tướng không thể nào chống được dịch này mà cần phải có sự huy động toàn dân. Một mình Thủ tướng cũng không thể nào cán đáng được mà cần phải một ban chuyên trách cao nhất do Thủ tướng đứng đầu để điều hành và kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh. Đặc biệt nữa là vào thời điểm này cần ngăn ngừa được số người lây nhiễm vào viện và chết và sớm đưa được nền kinh tế Việt Nam phục hồi trở lại. Thành ra theo tôi, Thủ tướng vào thời điểm này là người thích hợp cho vai trò trưởng ban phòng chống dịch Covid-19. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nói với BBC tiếng Việt qua điện thoại vào ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 1.060 xã phường thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 419.617 ca bị mắc COVID-19. 208.176 người đã khỏi bệnh, chiếm 50%, trong đó 10.370 ca tử vong.